Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Ích Avatar nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ review các bạn xem ở tại một cái công trường đã san lấp cái nền ruộng. Điều đặc biệt ngày hôm nay là các bạn có thể nhìn thấy hai chiếc máy xúc của chúng ta làm việc trông rất là đẹp mắt các bạn nhé. Một con PC50, một con 30UR các bạn nhé. Khung cảnh ngày hôm nay là buổi sáng trời rất đẹp. Và giờ là pha tiến vào thần tốc của chiếc xe ô tô ben tải chở 3 khối cát đi vào trong này các bạn nhé. Mình sẽ đi xuống dưới này review gần hơn cho các bạn xem. Người lái chiếc xe ô tô ben tải này là một bạn thanh niên. Tuy là còn rất trẻ tuổi, 2k mấy thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm chinh chiến ở các cái vùng đồng ruộng như này là vô cùng nhiều kinh nghiệm nhá. Bởi vì bạn này có cái khả năng lái công nông ô tô từ lúc còn rất bé. Bố bạn ấy là người chạy công nông và ô tô đã rất nhiều năm rồi, nên là cái kinh nghiệm của bạn này phải nói là siêu kinh nghiệm. Cố lên, cố lên. Chim rồi, ui dồi, đến hơi rồi. Làm đường ngon thế mà vẫn không qua được nhỉ. Anh ơi, không phải lúc nào chỗ này đây đổ xe cắt khô không mày này. Đây là cắt khô mà, hôm nay toàn cắt khô thôi. Không thì chỉ đổ kéo xe này xong rồi, chỉ có một tí về mà, lúc này lên. Có cắt khô của đây, thay vì về rồi đấy. Chiếc xe đang bị sạt rồi các bạn nhé. Không thể nào mà vượt qua được cái đoạn này. Máy xúc ra, nó ra hỗ trợ rồi. Cảnh tượng rất tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn nhé, đó là những chiếc xe ô tô tải hoa mai, nó vô cùng là khỏe. Công trường đang rất là nhộn nhịp các bạn nhé. Đây là cây hoa đại các bạn nhé. Cây hoa đại có cái mùi hương vô cùng là quyến rũ.
thể cái vườn này sẽ được trồng cỏ voi các bạn nhé. À, cỏ voi để làm gì? Cỏ voi là để cho cá ăn các bạn ạ. Đấy.